Nếu giờ tối nay hai đứa lạc lên đảo thì định làm gì chị? Trước tiên là về an toàn của mình trước chứ. Giờ mà kiếm bữa ăn tối đã. Rồi đó mình kiếm chỗ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thôi. Dạ. Chứ bây giờ như bạn đối diện là chưa có phải là. Rồi. Nếu bạn và người đối diện bị lạc vào một quần đảo, hai bạn sẽ làm gì cùng nhau tối nay? Rồi, bên trái, xích quà, đó. Rồi, ngồi xuống ghế đi em. Mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra. Bây giờ vào vị trí của mình rồi ha. Hai bên sẽ bắt đầu giới thiệu thật lớn, thật to, rõ cho đối phương có thể nghe được. Mời bạn trai giới thiệu trước. Dạ, mình tên là Phạm Văn Trí, năm nay 35 tuổi, nhà ở Vũng Tàu. Nghề nghiệp chính của mình là sửa chữa ô tô, cứu quan trên mọi nẻo đường. Có nghĩa là mình sửa di động hả? Dạ. Ai hư xe dọc đường gọi mình là mình chạy tới. Dạ đúng rồi. Wow, hay quá. Nhưng mà mình có cái chỗ cụ thể không? Có gara cụ thể? Dạ có, gara của em nào nằm ở đường số 1 gần đồi cừu ở Vũng Tàu. À, là có cái gara nhưng mà ai gọi mình là mình vẫn đi luôn. Dạ. Đúng, vậy như vậy mới được. Có nhiều khi mà đi dọc đường mà bị cái sự cố gì về xe mà không biết tìm ở đâu ra khổ lắm. Mà có một người làm những cái công việc như vậy là rất tốt. Em đang sinh sống với ai? Dạ, em sinh sống với ba mẹ. Nhưng mà thực tiễn có nhà riêng, em ở gara luôn. Thuê hay là nhà của mình? Dạ, nhà của mình. Nhà của mình luôn, còn ba mẹ thì ở gần đó. Dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Lê Mai Diễm Thương. Dạ. Diễm Thương hả? Dạ, nhìn thấy Thương ghê luôn nè. Rồi, Thương. Dạ, nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Ừ. Năm nay em 33 tuổi, em quê ở Đắk Lắk. Hiện giờ là mình đang sinh sống ở đâu? Tại thành phố Hồ Chí Minh chị. Rồi, sống với ai? Dạ, em sống một mình. Vậy dạ. Là ba mẹ còn ở Đắk Lắk hết? Dạ đúng rồi chị. Vậy là ở đây mình ở trọ để đi làm? Dạ đúng rồi chị. Rồi, thế còn bây giờ thí dụ quen bạn trai này, mai mốt mình lấy nhau đi biết đâu được. Về Vũng Tàu ở được không em? Bà Rê Vũng Tàu được không? Dạ, nếu mà nghề nghiệp ổn định thì có thể về được. Vũng Tàu, Sài Gòn gần xịt nè, có 2 tiếng đồng hồ chứ nhiêu này, Bà Rịa nữa gần xịt à. Với lại nơi nào đất lành thì chim đậu thôi. Dạ đúng không chị. Ủa thí dụ như mình lên Sài Gòn sống được không em? Em ngày xưa em ở Sài Gòn nè, em cũng sửa khắp ở các quận ở đây, em làm hết xe hết đây. Em đã về dưới quê, tại vì mình ngoài trên này đó mình giống như mình kiếm trái cơm cũng thầy. Trời ơi, đạo đức dữ. Ở đây kiếm như sửa xe thì bao nhiêu con người sửa xe nguyên thành phố này, với làm như có mình em với thầy em sửa xe vậy. Đâu, mình đi về dưới đó rồi tách chim ra. À, em nói em ở dưới đó, thôi dưới quê yên bình, mình làm chủ một cõi đồ thì nghe được. Nói là mình dành mối với thầy trên này. Thôi, nhưng mà đó cũng là một cái lý do, không sao cả. Thế thì điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là trung trực, thẳng thắn. Về chế tạo, người ta chế tạo được cái gì thì em nhìn qua thì em có thể làm được. Ghê vậy? Chế tạo những dụng cụ để làm về xe hả? Dạ. À, rồi, phải nói rõ chứ đừng chế tạo gì cũng được. Rồi, có điểm yếu gì không nè? Điểm yếu của em hút thuốc hơi nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Một ngày mà mấy gói? Ngày khoảng 2.5 đến 3 gói. Cái gì? Tôi hỏi giỡn đó nè, tôi hỏi một ngày mấy điếu đó, mà tôi hỏi một ngày mấy gói, mà một ngày 2.5 đến 3 gói. Giờ sao em còn sống ngồi đây hay vậy? Dạ, là nghề của em nó bị căng thẳng hả chị? Căng cái gì mà căng, nghề nào mà chẳng căng em. Ủa đi khám tổng quát chưa? Khám phổi chưa? Dạ chưa, em khỏe lắm chị ơi. Khỏe cái con khỉ. Bớt lại. Trời ơi, cái này là quá nhiều. Một ngày một gói thôi là muốn chết rồi. Bớt lại. Hồi xưa tôi có ông thầy nghệ sĩ nổi tiếng luôn, ông nhỏ ông nhắc vậy nè, hút thuốc quá trời luôn, cuối cùng lấy vợ sinh con lòi ra bị phổi, phổi nặng luôn, bây giờ bỏ rồi, giờ khỏe mạnh mập mạp đẹp trai. Em nghe sao, em thấy sao em? Thì em thấy cũng nên hạn chế lại. Bắt buộc chứ không có nên gì. Dạ đúng rồi, vì sau này sẽ ảnh hưởng tới người phụ nữ bên cạnh và ảnh hưởng tới con đó. Người hút nhiều không chết mà cái người bị hít nhiều mới dạ, chết. Dạ đúng rồi. Hít thụ động đó, hiểu không mình? Dạ, nó độc hơn cái người hút. Đúng rồi, hiểu không? Em hút em thà ra còn người ta hít không à. Trời ơi bớt đi em, trời ơi cái gì mà hút dữ vậy. Đi về khám tổng quát nha, trước khi cưới anh này là phải dẫn nhau đi khám tổng quát, ảnh mạnh khỏe mới cưới nha em. Dạ, rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em rất là vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu của em á là hơi nóng tính. Vậy thôi đó hả? Dạ. Ngắn gọn. Rồi tình trường của em thì sao? Trước đây em cũng có yêu nhưng mà không hợp thì chúng em chia tay. Cũng vì hút thuốc uống rượu mà chia tay. Dạ đúng rồi chị. Nhưng mà trước đó, trước khi em chia tay người ta, em có cho ta biết lý do không? Có cho ta cơ hội để sửa đổi không? Dạ, người ta thừa hiểu, với lại nghề nghiệp không ổn định nữa.
Dạ. Anh này thì mọi thứ chị thấy ok rồi đó. Mặt mày sáng sủa, công việc ổn định, tuổi tác vừa vặn, chín chắn đầy đủ. Có cái vụ hút thuốc nhiều quá chị cũng sợ. Không thì rượu bia hút thuốc là chuyện bình thường, nhưng mà nó vừa vừa thôi, còn cái này nó bị nhiều quá. Vì sức khỏe của em, vì vợ con em sau này nữa, nên cái đó là em phải ý thức và phải tự bỏ bớt. Đừng đổ lỗi vô stress công việc. 1000 cái công việc nó còn bị stress hơn cả em nữa lận. À, tình trường của em sao? Em có 2 mối tình đi học. Mối tình học là cấp 3. Thời em đi bộ đội. Có đi bộ đội nữa hả? Có chị. Về thì em lên Sài Gòn này làm. Rồi cũng chia tay. Rồi cái mối tình sống cũng không hợp. Tại vì công việc á, thời gian của mình là không ổn định. Xe người ta kêu giờ nào là mình đi giờ đó. Kể cả lúc đang ăn cơm. Ví dụ như là đêm đang ngủ 1-2 giờ đêm người ta kêu là mình đi. Nhiều chủ gara trên Sài Gòn là chạy xe về dưới đó thì cũng đâu quen ai cũng quen mình. Ngày xưa mình có làm cái này rồi về đó mình sửa cho người ta. Nó có khi là đến làm đến 3-4 giờ sáng mới về được cái nhà. Nói chung là công việc cũng ổn định, nhưng mà người nào lấy anh này thì cũng phải thông cảm công việc của ảnh, thì cũng là hỗ trợ giúp đỡ mọi người. Nhiều khi đang ngủ ảnh đi thì cũng phải thông cảm cho ảnh đi ha. Còn không yên tâm cứ lên xe đi theo ảnh luôn cũng được cho nó vui. Rồi em muốn kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Thứ nhất về nghề nghiệp, thứ hai là về ngoại hình chỉnh chu, hiền lành, tốt bụng, sống phải đạo đức, phải có đạo Công giáo. À vậy hả? Dạ. Em có đạo gì không? Dạ em đạo Công giáo chị ơi. À đúng ý rồi ha. Về cái tôn giáo rất là quan trọng, thì hợp được cái đó là mình cảm thấy cũng vượt qua được 50% rồi. Bạn thì sao? Mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một phụ nữ thiên về gia đình, kính trên nhường dưới, biết cách sống. Muốn lấy vợ về mình vẫn sống riêng ở gara, hay là mình sẽ về nhà ba mẹ sống, vợ làm dâu? Cũng có làm dâu thì làm dâu một thời gian thôi chị. Còn nhà cửa mình có hả chị? Về công việc ở đó mình cũng tất bật. Rồi hợp lý. Rồi đâu chưa hình chị coi. Trời ơi hình như vậy làm sao người ta kiếm ra được. Tìm đi một chú bộ đội nhỏ nhắn, xinh xinh, có ảnh đó chồng á. Đây. Trời ơi 4 cô gái này, hãy chọn đi một cô. Cô nào? Cô áo trắng. Dạ. Lý do tại sao chọn cô đó? Em đoán vậy thôi. Đoán vậy thôi phải không? Cô áo trắng, có một cô áo trắng. Anh nào? Em nghĩ là đây ạ. Tại sao chọn anh đó? Chị em nghĩ. À em nghĩ vậy hả? Chắc nghĩ thấy người ta nói hút thuốc nhiều chỉ vô anh đó. Ốm, có một anh ốm luôn. Xin mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim. 1, 2, 3. Đúng không em? Em cũng biết đúng không? Rồi, cũng không biết đúng không nữa. Dạ rồi, cảm ơn. Em cảm ơn quà tặng anh. Em thấy em chọn đúng không? Dạ sai chị. Sai. Em sai luôn. Chúng ta cùng sai. Nhưng mà thật ra sai là đúng rồi, mấy bạn đưa hình gì đâu mà nó mờ mà nó có chút xíu, làm sao mà đoán ra được. Nhưng mà ốm có một anh ốm. Trắng có một cô trắng. Nhưng mà không phải hai người trong hình. Thế ấn tượng đầu tiên của các bạn khi cánh cửa trái tim này mở ra là gì? Dễ thương. Dạ. Thế còn em? Em cái nhìn đầu tiên á thì em thấy anh rất là hiền và vui vẻ. Xin mời hai bạn hãy cùng ăn bánh, uống nước và trò chuyện với nhau ha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Dạ, cho dạ. Dạ em chào anh. Thì nếu mà về Vũng Tàu ở về ở đâu nghe? Em thì em lại thích ở thành phố hơn. Tại vì em cũng có người thân ở dưới Phú Mỹ rất là nhiều. Dạ. Thì mình ngày xưa là cũng từ hai này sống là cũng ở bên Tân Bình. Nói chung là trong giới nghề xe thì cũng người ta cũng thích mình. Thì bây giờ mình mới về tại vì nhà có dưới đó rồi. Ngay chỗ thị xã Phú Mỹ luôn hả? À, ngay đường số 1 nối dài hướng qua đồi cừu người ta hay chụp hình đám cưới á. Anh gặp em ban đầu như thế nào? Thấy em dễ thương, thấy em cũng hiền, nhưng mà không đến nỗi nóng tính đâu. Dạ. Ba mẹ anh là ở Bà Rịa hết luôn? Ở Bà Rịa từ ngày xưa giờ, vô khai phá. Anh có điều gì muốn nói, muốn hỏi em không? Nói chung là chưa có nghĩ ra. Nên mình đến đây cũng là một cái duyên, cái duyên rồi. Tại vì người ta kêu là tu 100 năm cũng là bạn, còn tu 1000 năm mới nên duyên vợ chồng. Thì nếu mà có duyên thì mình sẽ đến được với nhau. Dạ, em cũng hy vọng vậy.
Trời ơi, không vô chuyện tình yêu gì trơn á. Gì đâu không mà mệt ghê luôn á. Bây giờ ngồi ngoài mà tức quá phải vô nè. Mình có hỏi cái chuyện bây giờ mình hẹn hò sao nè. Bây giờ trước mắt là hẹn hò như thế nào. Ai cũng nói là muốn gì đó có duyên thì bây giờ mình phải có sự khởi đầu. Bây giờ hẹn hò sao, hẹn hò ở đâu? Hôm nay là do chương trình sắp xếp cho hai bạn rồi. Ví dụ như sau ngày hôm nay nữa thì khi nào mình hẹn hò nữa, mình gặp nhau ở đâu? Mình đàn ông mình phải chủ động cái con nè. Do công việc của bạn nữ thì nếu mà rảnh được ngày nào thì em cố gắng em sắp xếp. À, là sắp xếp là sao, là em lên đây hẹn hò với cổ thì đó, em phải nói cho cổ nghe một cái gì đó, nó có một cái cuộc hẹn nó rõ ràng chính thức đúng không, chứ bây giờ gái sao người ta mở lời. Thì chắc cố gắng nếu mà sắp xếp được thì mình vào dịp cuối tuần. Dạ đúng. Được một thời gian nào đó thì anh dẫn về dưới Vũng Tàu đi chơi, tại có nhiều, cũng có dưới Vũng Tàu nhiều chỗ đẹp chứ bộ. Đúng rồi, mình đi lên người đi xuống, mình đi thật ra hai bạn hẹn nhau thì cả ngày chủ nhật lên đây chơi, đi chơi cả ngày chẳng lẽ lên rồi đi về liền, thì mình cũng thể cùng nhau đi nhà thờ, đó là cũng là một nơi mình cùng đạo với nhau mà, mình đi ăn uống hẹn hò xem phim ca nhạc, đúng không? Rồi anh thăm em vài lần thì anh cũng thăm em một lần, có qua có lại chứ. Rồi, hồi nãy giờ thì Tường ra ngoài thì cũng có thấy là phụ huynh, người nhà của hai bạn đều có mặt ha. Thế bây giờ Tường sẽ mời cả lẫn nhà trai lẫn nhà gái vào đây để chúng ta cùng trò chuyện với nhau ít câu. Dạ, mời gia đình hai bên ạ. Rồi, giờ trước tiên là chào gia đình hai bên ha. Bên đây là mình là... Em là em rể của anh hai. Em rể của anh hai, à. Em là em gái, tụi em hai vợ chồng. À, vậy là này là em gái ruột đấy hả? Dạ. Em mình đã có đôi có cặp rồi mà mình vẫn còn lẻ loi. Thế hôm nay cảm xúc của hai vợ chồng đến đây để xem anh của mình tham gia chương trình thì mình cảm nhận nãy giờ như thế nào? Em cảm nhận là chị này chắc cũng hợp với anh em ạ. Hợp chỗ nào nè? Dạ cũng thứ nhất là cùng đạo nè. Hai em thấy chị cũng hiền lành, cũng giống như anh em thì cũng hiền. Họ đang còn lăn tăn cái vụ mà ở Sài Gòn với ở quận Bà Rịa thì theo ý em một người ngoài cuộc thì em thấy. Em thì em thấy như em mà em cũng ở dưới Vũng Tàu này nhưng mà ông xã em ở Đồng Nai, ảnh đi đâu thì em thì đi đó ạ. Thì theo gái nãy thấy chồng, nói chung là ảnh đi đâu em theo đó. Rồi. Hãy tình yêu đủ lớn rồi, dạ. Là chồng đi đâu vợ phải đi theo, đúng không? Đi đâu có đôi có cặp, chứ còn đi mình tôi cũng không lấy đâu. Rồi, thế thì chào bên nhà gái. Em là rồi. Bạn đồng nghiệp với Lê Mai Diễm Thương. À. Bên này cũng là đồng bạn đồng nghiệp luôn. Rồi, thế hôm nay nãy giờ em nghe câu chuyện của cặp đôi này thì em có những nhận xét như thế nào? Nghe câu chuyện hai bạn thì em thấy là hai bạn nên cho nhau một cơ hội. Trước tiên là cùng đạo với nhau thì bạn Thương là một người sống theo đức tin. Bên này thì em thấy là cảm nhận là anh cũng chân thành. Thì hai bạn em thấy là cũng hợp. Khuyên bạn ấy một câu về cái chuyện mà ở xa đó đi em. Nếu mà ở xa thì mình theo nghĩ là mình cứ bấm nút rồi mình tìm hiểu, rồi từ từ mình sắp xếp, mình dung hòa lẫn nhau rồi mình bàn tính cái chuyện xa hơn. Còn giờ ví dụ như giờ mình ở thì mình chưa biết được thì mình không nên nói trước. Chứ còn nhưng mà mình cũng không nên khăng khăng ngay từ đầu là nói là không được. Mình cứ cho cơ hội đi, biết đâu được là nó có những cái điều nó bất ngờ mà nó lý thú với cuộc đời này, là cuộc đời này không nói trước được điều gì cả ha. Biết đâu gặp nhau một vài lần nó tự nhiên có cảm xúc, có tình cảm với nhau, lúc đó nhiều khi người ta chưa rủ mình đã cuốn gói theo ta rồi thì sao, thí dụ vậy đúng không? Hay là biết đâu anh này anh khăng khăng như vậy mà vì một lý do gì đó anh tìm thấy một điều gì đó ở em, rồi tự nhiên ảnh lại là quay lên Sài Gòn lập nghiệp thì sao? Cuộc đời không có nói trước được, đó là do cái tình yêu của hai bạn, nó sẽ dẫn đường dẫn lối cho hai bạn đi ha. Nhưng mà trước tiên hôm nay là ơi hai nhà trai và gái bắt tay nhau một cái xã giao nè, chúc mừng cho một cái cuộc gặp mặt, hy vọng là rất là nhiều cái tốt đẹp nó mở ra phía trước nha. Rồi, cảm ơn hai bên rất là nhiều. Bây giờ hai bạn cũng mới gặp cũng còn ngại ngùng ha, cho hai bạn chơi một cái game show nhỏ nhỏ của chương trình để cho mình dạn dĩ hơn. Rồi, bóc mỗi người lá bài đọc lớn lên đi nè, mời em. Rồi, bạn nam bạch trước đi. Nếu bạn và người đối diện bị lạc vào trong một quang đạo, hai bạn sẽ làm gì cùng nhau tối nay? Hả? Trời ơi, hỏi gì mà câu hỏi nó dễ mà nó khó. Rồi, em đọc câu hỏi em thử coi. Hãy chia sẻ ba điều đặc biệt bạn sẽ làm sau buổi lễ kết hôn, lý do. Trời ơi, rồi, em trai nói trước đi. Nếu giờ tối nay hai đứa lạc bên đảo thì định làm gì chảnh? Trước tiên là về an toàn của mình trước chứ. Giờ mà kiếm bữa ăn tối đã. Rồi đó mình kiếm chỗ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thôi. Dạ. Chứ bây giờ như bạn đối diện là chưa có phải là. Coi. Nếu bạn và người đối diện bị lạc vào một quang đảo, hai bạn sẽ làm gì cùng nhau tối nay? Ăn cùng nhau. Dạ.
rồi tìm chỗ nghỉ ngơi. Dạ. Có cùng nhau không? Dạ. Nghỉ ngơi cùng nhau. Rồi chứ trên hoang đảo mà mỗi người ở một nơi còn nguy hiểm dữ nữa, bảo vệ cho nhau chứ. Dạ. Thì cái này là cái an toàn của mình là chính, mình phải tìm chỗ ở trước đó. Chứ chị rồi em tìm chỗ ở mình em hả? Còn ta phụ nữ rồi ở trên hoang đảo người ta làm gì? Đâu có chị, phải hai người với chị đó. Trong đó giật phải thì có nghĩa là tìm cái gì để ăn cùng nhau. Dạ đúng rồi. Rồi tìm chỗ để ngủ cùng nhau, đúng không? Đúng không? Đúng không? Rồi ông làm như trai mới lớn vậy ông, đúng không? Hay là ăn cùng nhau thôi, còn kiếm mỗi người một góc để ngủ. Nói thiệt bụng đi, giờ có hai đứa tối nay trên quan đảo, giờ ngủ chung hay là ngủ? Em cũng chưa suy nghĩ ra được làm được cái gì này chị. Trước tiên là ngủ trước đi cái đã, còn làm gì tính sao, đâu kêu thức đâu. Thì nào thức cùng nhau mà ngủ mà, đúng không? Đầu óc này đen tối quá. Không phải, tại vì em đi bộ đội rồi, bây giờ một mình em lạc vô trong rừng em sống được. Nhưng mà người ta phụ nữ, người ta em sống một mình rồi, em bỏ người ta trên quan đảo một mình hả? Thì em đang ngồi suy nghĩ cái đó. Em phải bảo vệ người ta chứ. Dạ, em chưa lạc vào tình huống đó, trong này tình huống bây giờ bắt buộc là tình huống mình phải tưởng tượng có quá. Ai có gì, đúng không? Em phải, còn không thì em tìm một cái chỗ cổ ngủ, em ngồi em bảo vệ cổ trên quan đảo. Dạ, được đó chị. Ừ, thì mình cứ nghĩ là ngủ cùng nhau chứ, đúng không? Ông không dám nói được cái chữ ngủ cùng nhau luôn kìa trời. Chú bộ đội trong trắng trinh nguyên quá. Rồi, ê em. Sau lễ kết hôn. Sau lễ kết hôn luôn. Dạ. Là vừa làm lễ kết hôn xong cái bụp nè. Dạ. Rồi. Thứ nhất em sẽ làm em sẽ nấu một bữa ăn để đãi gia đình hai bên. Trời ơi em. Thứ hai em đang nói vậy. Dạ. Thứ hai sẽ tính tới chuyện nghỉ dưỡng. Nghỉ dưỡng? Dạ. Đầu tính thử nghe coi nghỉ dưỡng làm sao. Là đi du lịch một nơi nào đó. Em thích đi du lịch nơi nào? Tất cả luôn, chỗ nào đó. Gặp mặt thì có một tuần thôi, ở đâu một chỗ thôi. Nếu mà em thích thì em vẫn thích đi nước ngoài hơn. Rồi, nước ngoài là nước nào? Ví dụ như Singapore chẳng hạn. Đó mình có ước mơ cụ thể. Rồi, vậy thứ ba. Cái thứ ba thiết thực chút coi nè, thực tế chút coi nè. Sẽ lên kế hoạch. Lên kế hoạch nữa hả? Dạ đúng rồi, sau mà khi mà hưởng từng chân mật xong phải lên kế hoạch để cho tính chuyện tương lai sau này nữa. Dạ. Còn cô này cũng giống em đó, trước tiên là cũng ăn trước nè, nấu ăn cho gia đình hai bên. Đi kế hoạch là đi du lịch là ngủ cùng nhau đó. Rồi cái thứ ba là tính tương lai, cô này thiết thực hơn em. Cái đó là đã có giấy kết hôn rồi chị. Ừ. Lạc trên hoang đảo biết có về được không, coi như là sống hôm nay biết ngày hôm nay đi. Đúng không? Trời ơi, trên hoang đảo mà còn ai cấp giấy cho em nữa. Đúng không? Rồi, thật ra là vui thôi, cho hai người, để mà cho hai người cảm thấy vui vẻ hơn. Thế thì bây giờ để nói với nhau một điều gì đó nữa, để trước khi chúng ta bấm nút hẹn hò, thì hai bạn muốn nói với nhau điều gì? Hát hò năng khiếu gì không? Hay là một lời cầu hôn, tỏ tình, bài thơ, bài văn, nhảy múa gì coi? Thì em hát một câu thôi. Rồi, nhìn cổ hát tặng cổ, phải tặng chị đâu. Gõ cửa trái tim, bạn em được vào. Dù hồn ta tê năm cánh huyệt đào. Trời ơi, giọng hay lắm nha. Giọng khào trầm hay lắm nha. Cái này bỏ thuốc là nó trong lên liền luôn á. Rồi, cái em gái muốn nói gì bạn không nè? Em muốn nói gì nữa ta? Em cảm nhận như thế nào về cuộc gặp mặt ngày hôm nay? Em rất vui khi mà được gặp anh. Thì em thì cũng không biết nói gì hơn, chỉ khuyên anh là bỏ thuốc. Bỏ thì không được đâu, bớt thôi. Em nghĩ nếu mà bỏ được thì sẽ bỏ được. Thì tùy vào khả năng của em ha. Rồi thôi bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta đều là những người đã trưởng thành. Và khi chúng ta đưa ra một cái quyết định gì thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình. Ở đây có gia đình, có người thân, có bạn bè và rất nhiều khán giả đang theo dõi. Bấm cái nút bấm này là bấm nút để hẹn hò, tìm hiểu, tiến tới hôn nhân. Phải suy nghĩ cho kỹ ha. Nếu đồng ý bấm nút thì chúng ta bấm mạnh vào, còn không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay ra. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm của các tường. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa, có bấm không vậy? Bấm nhẹ hiều vậy, bấm mạnh vô coi, sửa xe rồi gì mà bấm nhẹ hiều vậy? Đó, cái đó mới gọi là bấm đó. Em gái có bấm không? Rồi, bây giờ lý do tại sao em gái không bấm nút?
Lý do thì em rất là thực tế, em cũng muốn người ở gần em tại thành phố Hồ Chí Minh để em có đi làm, tại vì em đã xác định ngay từ đầu là em chỉ làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh thôi, em không có đi về tỉnh để làm việc. Thật ra chị ngay từ đầu chị cũng đã cảm nhận được cái vấn đề của em rồi, và chị cũng đã kêu gia đình hai bên động viên em một chút xíu, nhưng mà thôi vẫn phải tôn trọng cái đó là quyết định của bạn. Dạ, tại vì có những cái người ta đã cương quyết cái trong đầu, người ta đã đặt ra cái tiêu chí đó rồi, mình cũng khó lòng mà thuyết phục được. Nhưng mà chị cũng rất là tiếc, bởi vì chị thấy đây cũng là một anh chàng vẻ rất là chân thành và rất có trách nhiệm, thì cũng tiếc, nhưng mà thôi cái duyên của hai bạn mà.